Đây là cái sai lầm rất là lớn của nhiều người nhá, khi mà có 5 đến 7 tỷ mà lại thành cơ cấu ra nhiều tài sản khác nhau thì đó là sai lầm nhá. Ví dụ như là chúng ta có 10 tỷ mà chúng ta lại cơ cấu ra một cái tài sản ví dụ như là vàng 30% rồi tiền mặt 30% rồi 50% đi đầu tư bất động sản chẳng hạn, thì cái này nhá sẽ là khó để mà chúng ta có thể nhân tài sản lên được. Bởi vì sao? Cuộc đời của chúng ta ấy, là chúng ta phải tất tay một lần thì chúng ta mới có thể là giàu có được. Đó, thì ví dụ như là chúng ta có 5 tỷ thì chúng ta có thể là vay thêm, mua tài sản 10 tỷ chẳng hạn, thì chúng ta có thể là vay 35% để mà mua cái tài sản, để mà mua tài sản 10 tỷ nhá. Chứ còn không nên 10 tỷ mà chúng ta lại xé lẻ ra. Thực sự là xé lẻ ra ấy, thì rất là khó để mà gom lại. Và đồng thời nữa, nếu mà trong trường hợp mà tài sản của chúng ta mua có 65%, tức là khoảng tầm 6 tỷ rưỡi nhá, thì chúng ta có thể mua tài sản là 10 tỷ. Và đồng thời nữa là chúng ta phải căn được cái dòng tiền để mà trả lãi ngân hàng trong vòng 2 đến 3 năm. Được chưa? Vì vậy mà cái công tác gọi là dòng tiền, cơ cấu dòng tiền rất là quan trọng khi mà chúng ta dùng đòn bẩy ngân hàng để mà mua tài sản. Đấy, thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta vay ví dụ như là mua 10 tỷ nhưng mà vay 8 tỷ thì là rất nguy hiểm nhá. Không có khả năng trả nợ là chúng ta sẽ bị ngân hàng tịch thu. Vì vậy mà trong cuộc đời này bạn kiểu gì cũng phải tất tay một lần, đúng không? Chứ không thể ví dụ như 5 tỷ mà chúng ta chia ra mỗi 2 tỷ tiền vàng, 2 tỷ tiền mặt, rồi 1 tỷ đi đầu tư, thì khó để mà chúng ta có thể nhân tài sản lên 2 đến 30 tỷ, đúng không? Tức là hơn tỷ, hơn 1 triệu đô thì rất là khó. Vì vậy mà chúc quý anh chị đầu tư thành công nhá. Anh em có ý kiến gì thì để lại bình luận bên dưới.